sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kinato. Thì hôm nay công ty chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn cái mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế từ ngày tháng tháng 4. Đấy. Thì hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn mẫu nhà và của nhà bác Thực tại xã Sông Liễu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Thì dưới đây là ngôi nhà chú. Đấy thì mời mọi người cùng xem tham quan ngôi nhà này. Đấy thì đây là mẹ của bác Thực. Đấy thì trong quá trình thi công thì có cái vướng mắc gì không hả bà? Trong quá trình thi công thì không có vướng mắc gì cả. Chỉ có mỗi cái là bây giờ ấy, nhà thì đất nó vừa phải, nó không được rộng. Thế là nếu mà theo được 1-2 mét điện nữa thì là đi qua đây nhà gần đường, đi qua 10 người thì 11 người khen chứ không phải là chê. Rất nhiều người xin bản vẽ. Rất nhiều người xin bản vẽ. Để làm cái mẫu như thế này là từ đầu đến cuối là lúc nào phải xin bản vẽ. Với bà cùng với tôi để đi vào tham quan cái ngôi nhà nhà mình đang trong quá trình hoàn thiện như nào. Bà đẹp. Đây là cái công viên của đất này là cây nhãn to đây nè. Hai cây nhãn. Cây nhãn là 8 tuổi. Thế đẹp lắm. Đây với bà là đây thì cái trường này. Cái chiều dài nhà này là chiều rộng nhà là 12 mét, chiều sâu là 10m8. Những cái chi tiết trang trí bên trong này, bên ngoài là trang trí bằng những cái hệ cửa 4 cánh. Bước lên ba bậc thì có cái điểm trang trí nhấn ở trước là hè này. Đấy thì
đây mà cũng còn trong cái bọc hơi đấy. Đấy thì cái đây là cái sảnh, thì vào thẳng sảnh là phòng khách và phòng trò, một phòng vừa vào trong. Ở đây là cửa bốn cánh nhá, hai chiếc cột này, cửa lớn cửa nhỏ. Và bên trong đây là khu vực phòng khách với rộng 32m2 cùng với phần hành lang là 8m2 và phòng thờ là 8m2 nữa, rơi vào 48m2. Đây là phòng khách, phòng thờ. Ở trên đây là tôi thiết kế những cái hệ thống điện đi xung quanh sàn, và mình sẽ đi đường điện trước khi mình đổ sàn. Đấy thì trên trần là rất là đẹp, và cái này nó sẽ thay cho khu vực trần thạch cao, nó bền và nó sáng hơn trần thạch cao. Người nhà đi trần thạch cao nhưng mà mình đi này rất đẹp. Đấy thì ở xung quanh phòng khách là được trang trí ba cái cửa sổ dạng lớn và cửa chính rất là đẹp. Từ đó thì nó sẽ lấy ánh sáng phòng khách để mình nhìn được hết xung quanh. Đấy, và có những cái bức tranh âm tường ở đây. Đây, nó sẽ xanh nhà, nó đẹp. Đây nhà mình không tận dụng được nhiều cây thì mình sẽ làm lại những bức tranh thật đẹp vào đây. Là 16m2 và phòng vệ sinh là 4m2. Thì nhìn ở đây thì bạn nhìn thấy hai cửa sổ rất là thoáng, nhìn ra xung quanh, và mình sẽ lợi dụng được những cái cây nhà xung quanh như vậy nhỉ. Ra nó cũng xanh mát đúng không? À, toàn cây là cây. Cái chủ này thì nó bỏ nó mua chủ khác chứ chả để cái này. Vâng. Đấy, sau mình có muốn làm việc dẹp thì làm việc dẹp, và có nó tính đáo. Chưa kiếm dẹp rồi đấy. Dẹp hoặc là trong mũi. Đúng. Đấy. Vậy chưa kiếm dẹp. Kê được giường, kê tủ, gạch thì chúng tôi đều lát gạch 80-80 hết. Và đây thì có một cái phòng vệ sinh khép kín này. Đây là phòng vệ sinh kín và rất là đẹp. Đấy thì phòng vệ sinh này thì trần thì là thấp hơn so với trần nhà, thì mình còn một cái gác xếp ở bên trên để đựng đồ. Đấy thì còn sàn vệ sinh là đang thấp hơn so với sàn nhà, thì đâu cũng thế thôi, thì nó vừa hợp phong thủy và nó vừa tránh cho nước tràn ra ngoài. Cảnh trong phòng là cũng 80-80, nhưng mà miền Bắc mình thì nó hơi nồm vậy nhỉ. Đấy, thì sàn nhà khách rất rộng và gạch 80-80 nó tạo cảm giác rất rộng. Và bên này cũng có hai phòng ngủ. Cửa này nó giá nó rơi chắc là tầm 3.4 triệu/m2. Đấy thì bên này thì mình cũng gồm một cái vệ sinh chung ở đây và hai phòng ngủ hai bên. Thì phòng ngủ bên này sẽ nhỏ hơn và phòng ngủ bên này sẽ rộng hơn và không có khách kín. Và nó rơi vào 19m2 và bên này chỉ được 14m2 thôi. Đấy thì mời các bạn vào xem cái phòng vệ sinh chung này trước.
Đây là về phòng vệ sinh chung, cũng rộng ngang bằng cái vệ sinh bên phòng bà đấy, cũng 4m2 và cũng có cái gác xếp. Đấy, bồn tắm thì bồn tắm đứng luôn, rất là mát, có cửa ô thông gió các thứ, gạch thì cũng thấp hơn, đấy, nền thấp hơn. Đấy thì phòng vệ sinh này cho hai cái phòng ngủ này sử dụng. Đấy, còn đây là một cái phòng ngủ lớn với 19m2 và không có vệ sinh khép kín. Thì ở đây thì mình cũng có hai hệ thống cửa sổ nhìn ra khu vực hai bên. Đấy thì nhìn một bên là ra ngoài đường và một bên là sang phòng bếp bên cạnh. Đấy thì ở đây thì chắc ngày xưa lắp cái quạt trần này à bà? Đấy. Lắp cái quạt trần. Phải lắp quạt trần kia đẹp, còn quạt trần này thì chỉ lắp trong phòng ngủ hay gì thôi. Phòng ngủ. Được. Phòng kia là phòng khách. Đấy, phòng này là rộng 19m2 các bạn nhé. Đấy, còn tiếp tục mời các bạn sang cái phòng tiếp theo là phòng ngủ cuối cùng. Đây là phòng 14m2, phòng này chỉ cho con cháu ngủ thôi, nó phù hợp không? Đấy, hơn chưa đấy vợ. Phòng này thì hắn chưa ấy được. Trang trí cũng rất sáng, cũng mang ngủ có hai cửa sổ này. Phản gạch thì toàn bộ gạch 80 ốp chân tường tất cả toàn bộ. Thì các bạn vừa xem qua cái khu vực công năng sử dụng của ngôi nhà thường tại khu vực xã Song Liễu ấy, thôn Liễu Khê, xã Song Liễu ấy, tận thành Bắc Ninh. Đấy, thì chắc bà ở đây cho coi cái công trình này chắc là cũng mềm trong bà không bà? Bất khả hay là các bạn vẽ rồi thì họ cũng không đòi hỏi nhiều không? Cứ làm theo những mình yên tâm, sau khi được nhìn thì nó đi về thế là tốt. Nhìn là con bà học suốt trực tiếp thì làm như một cái đảm bảo cho mình. Nghiên cứu. Nói cái gì làm thì có một đặc thì có tiền, một đặc thì có một kiểu như là nó ý là nó làm cái gì đẹp cho mình, nó làm cái này hôm nay. Đấy. Thắc mắc. Ok, xin chào bạn và các bạn trong các video chia sẻ về các mẫu nhà tiếp theo.